Thì mình sẽ giao hình phạt cho hai bạn Thu là phải bưng nước cho 5 người đây. Mình phải đợi thêm cái nón này nữa nè. Đó, giống như xong mình ra mình tèn tèn Nam Anh ơi. Hai đợp cái này lên. Dễ thương mà. Trời ơi, cơ hội ghê luôn. Cơ hội ghê chứ kìa. Rồi, giống cắm sừng rồi đó. Được chưa chị, đợi vậy đẹp chưa? Không, đây, 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 không, không. Cái này bị vướng tóc rồi nè. Ủa là sao? Vướng tóc này, đây. Xích cái cũ. Học bộ đồ Nam Anh chưa kìa. Bây giờ đó, mình phải đeo như này nè. Rồi mình yên vị ngồi chờ nào quý vị. Cái cảm giác này nó sướng gì đâu luôn á. Trời, hai cô nè, tụi em khát nước quá rồi đây nè. Có nè. Dạ thưa chủ kêu tới phục vụ dân em đây. Em xin phục vụ chị trước nha chị. Cảm nha, chị nha, chị uống cho ngon nha. Cảm ơn chị. Em mời chị. Cảm ơn em. Sao mọi người có vẻ cay cú quá nhỉ? Thôi em tự mời em. Bây giờ bắt đầu mình thưởng một phần thưởng cho hai bạn thắng. Đó là bất kỳ một yêu cầu nào thì mình bắt buộc mình phải làm theo yêu cầu của hai bạn. Bây giờ đội thắng. Thôi chị nhường cho em, tại em nhỏ tuổi nhất á, em hưởng hết đi. Nhường luôn đó. Diễn viên Gia Linh. Nhìn mặt háo hức nãy giờ. Không, nãy giờ không muốn được nhường hả? Không thích hả? Nãy giờ ham muốn chết, sao giờ không vô đi? Tại vì em không biết là phải làm gì cho em. Thôi, anh là người yêu em. Thì em rapper mạnh mẽ mà nên em chủ động lắm. Thì anh đọc mấy câu rap làm sao mà cho em siêu lòng đi. Hay, có thử thách ha. Anh cũng không có đọc rap được giỏi đâu. Nhưng mà tại vì em yêu cầu quá thì thôi anh cũng cố gắng. Đó vậy thôi. Trời luôn. Hôm nay anh đến đây, anh muốn thể hiện cho em biết về những cái tình cảm bên trong của anh. Và đó chính là những cái thứ mà anh muốn trao cho em ngay bây giờ. Ủa không có vần gì luôn á. Nhưng mà hai người đáng lẽ em phải cho người ta một cái beatbox gì đó. Rồi em đồng ý. Cảm ơn em, cảm ơn em. Cảm ơn em. Tính ra là chị dễ dàng ghê á, chị cười chị hiền á. Tỏ tình với em mà sao chị bị rung rinh. Mình phải cụng ly một cái trong một màn tỏ tình. Nói chung cũng không xuất sắc đâu, nhưng mà cũng được bạn đồng ý. Thì chúng ta cũng đã thấy một số cái vật liệu đã được bài trí ở đây. Thì em xin phép em được phổ biến cái trò chơi. Cái trò chơi của mình đó là có cái tên là sự thật mất lòng. Thì chàng trai và bốn cô gái sẽ trả lời các cái câu hỏi khó đáp về chủ đề tình yêu. Mọi người sẽ có 30 giây để trả lời câu hỏi. Những người còn lại sẽ bấm chuông khi hết giờ. Ai chưa trả lời được sẽ phải ăn một món đặc biệt. Đây là món ăn đặc biệt. Dạ. Ngon, thì em xin giới thiệu món ăn này rất là ngon. Đó là mù tạt nha mọi người, ai cũng biết. Ớt thì ai cũng biết mà không thể thiếu trong gia đình. Dạ. Ớt thì phải có chanh. Bây giờ em giới thiệu em tên gì nè. Xin chào mọi người, mình là rapper Suzy. Wow, lại là một câu okay. Rap thể loại mà su rap thì nó cũng hơi căng cực chút xíu, cái câu từ nó hơi mạnh bạo á. Cái thử thách của mình sẽ là thử thách chỉ mình anh thôi. Các cô gái phải tìm các bì thư trong nhà hàng. Chỉ có một bì thư có hình ảnh của nam thần hôm nay. Em với chị Suzy một đội đi, rồi hai người. Ê nói nghe, cứ gặp cô gái này là thi thố đội đội với nhau hả? Chứ bình thường đâu có đâu đúng không trời? Bình thường có em là có chị... em cái giống như là em là cái thành phần mà chia rẽ nội bộ với em là phải tách đội ra chơi á. Nó sóng gió không chị? Đội em đi đâu nó cũng bị sóng gió đó chị, nó không có em đẹp như người ta. Đây nè, em sóng gió được rồi, em còn lay từ chị nữa là kỳ lắm nha em. Mà tính ra là hai người cao chung đội hai. Đó, hiểu không? Ê, cái này không có nói nữa nha, mình né tránh. Ủa nhưng mà mình chưa có tên đội luôn á. Đợi chú em nè, nhỏ xíu xíu đó. Dạ đội, cao cao cao.
đó. Em muốn ăn gì cũng được. Quá nhiều bánh rồi nè, dễ thương quá à. Xung quanh em là bánh này bánh ăn thiệt không phải ông ta hay là nhưng bánh mà đừng có quên cái nhiệm vụ của mình cái là mình phải đi cái miếng tồi tàn của nó vô. Nè nè nè, để người ta nói người ta nhắc nè. Để người ta nhắc nhở nè. Để người ta nhắc nhở tìm bì thư, trong đó có chai. Hai đội tụi mình là phải tranh nhau coi ai kiếm cái bì thư đó chứ. Vậy mình có cá đổ gì không? Cá làm sao, em muốn cá gì? Nếu như mà ai tìm được thì sẽ được ăn cái ăn cái bì thư. Ăn cái bì thư. Nhưng mà trong bì thư thì có chai. Bây giờ mình đi tìm vô. Đi tìm đi chứ đổi ra tìm. Trừ khi bì thư nằm trong đồ ăn nè. Đó, mở ra ăn nha con. Trời ơi, bóng tài kìa. Không muốn thấy vậy được. Mấy cơm chi như trời chút chích nè. Đây, ủa cái này không có gì hết. Cái này phải chút chích nè. Ủa bố à. Chết. Ở nhà hiền quá hả? Sang lên chị. Sang lên em. Mày đâu quên, mình đi kiếm bì thư mà. Khi nào phối chủ ăn đẹp nhé. Ăn đẹp nhé. Chị đừng bắt phương đẹp luôn. À anh Kiếp ơi, có phải là anh Hàn Quốc đang giữ bì thư không vậy? Đúng không? Thôi em vô cái phòng VIP luôn rồi. Trời ơi, người ta trốn mình luôn rồi, kỳ quá. Chắc bản rồi đó. Dạ. Ủa này, ủa không phải, trời ơi, của người ta má ơi. Cái bao bì thun. Dạch lá tìm sau đi em ơi, dạch bông đi tìm bì thư đi. Chương trình giấu cái bì thư mà chịu khó giấu quá. À, phải này không? Trời đất ơi, cái chương trình vũ quá vậy. Tôm đi. Mày lấy bao thư về để dành luôn. Thiệt luôn. Cái đồng đội của tôi vậy chắc thua mất tiêu quá. Thôi thiệt mọi người nhé. Thế giờ chị bị dụ 3 lần rồi đó bé. Tốt dữ vậy, em tưởng là tìm được cái bì. Rồi, chị thấy không luôn rồi đó. Thôi chết rồi, mấy cái vụ tìm kiếm này là em chịu thua rồi đó. Em không có đủ kiên nhẫn đâu. Trời ơi, em tưởng là tìm được cái bì thư là ngon rồi chứ. Tức ghê vậy trời ạ. Bị hoa mắt luôn rồi đó. Không biết cái anh này có đẹp trai không mà làm khó dữ. Trời ơi, không có luôn. Cái gì vậy? Không mấy, có khi nó ở trên đó mọi người. Nhưng mà giấu cái gì mà kỹ quá, gì trời. Coi cho mấy cuốn sách thưa ơi. Không có một cái manh mối nào luôn á. Nhiều khi vô tình lại lụm được cái bình sao. Không quá. Ăn cái màu xanh nó ngon, ăn với cái muỗng màu xanh nó ngon. Cao cao nha mọi người. Đâu chị lấy giùm cho. Đây xúc cao chị lấy giùm cho bé. Ở đâu? Ở đây hả? Ok. Nhưng mà em mở gì? Mở cái gì vậy? Ơi, đâu anh ơi? Đâu anh ơi? Đây chị ăn đi, nhưng chị ăn đi. Cảm ơn em nha. Đây để em đọc bì thư cho. Giữ đi. Ủa nhưng mà thiệt này em tìm mà em coi rồi. Cái gì vậy đi chứ. Đâu hồi nãy là chị thấy mà bé. Chứ tay vậy. Là bà bị cướp trên vàng mướp luôn rồi hả? Không có giấy tờ, không có giấy tờ. Ủa nhưng mà có một tấm hình thôi, biết đâu là còn đâu, tấm hình khác nữa. Ngon quá nè, ngon quá nè. Chị, để em lau nước miếng cho sao. Thực ra đó thì cái người tìm ra bức ảnh này á không phải là Sa, mặc dù Sa đã lấy xuống. Nhưng mà thôi chị trả lại cho em. Ở vậy không là em đúng không? Thật ra thì em là người nhìn thấy nó. Nhưng mà tại vì chị Sa là người lấy xuống cho nên thôi em nhường chị Sa. Thôi không sao đâu bé chị. Ủa trên tay chị hả? Bây giờ mình khó phân ai thắng ai thua quá à. Bây giờ mình phải có đội thắng đội thua đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình chơi xỉn xầm đi. Chơi cái trò người lớn đi em. Chơi trò người lớn chứ giờ. Giờ hãy mình đại diện. Chơi lẹ đi nè. Đói rồi nè. 1, 2, 3 nha, một lần thôi nha. 1, 2. Chị đá gì vậy? Dạ, cái giếng. Lạ là chương trình mình không có cho mấy cái giếng nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Dạ em chào anh. Ôi gì vậy? Trời sao ơi? Vậy? Sao em chào mấy chị? Xin chào mấy chị. Tại vì ở đây em nhỏ tuổi. Em chào mấy chị. Vậy em sinh năm bao nhiêu? Nhỏ là bao nhiêu? Chị nhìn ngoại hình em, chị hình dung ra được em sinh năm bao nhiêu? Đừng nói anh trai 18 tuổi nha. Em là phải 18 cộng rồi. 18 cộng hả? Cộng 18 cộng là lớn hơn tôi rồi, tôi mới có 18 rưỡi. 18 rưỡi? Dạ. Còn chị? Chị mới có 16 à? Không, chị đoán em nè. À, nhưng mà đấy. em biết tuổi chị rồi. Ủa sao em biết? Tại vì em cũng đoán. Chị đoán mặt chị? Mình già dữ vậy trời. Chị đoán em bao nhiêu? Anh chắc 23 hả? Ừ, 23. Nãy chị chưa đoán em, chị chưa đoán em luôn. 23 đúng không? Chị. Sao nghĩ là bạn là mọi người 23 hết hả? Ừ, 23. Có chị năm 20. Chị đoán là 21. Thôi bây giờ đừng có đoán tuổi. Không, em không biết. Tại vì kêu bằng chị tức quá. Tại vì 21 năm nay sẽ là tuổi con mèo đúng không? Chị rất là thích mèo. Wow. Thôi vòng qua vẫn lại cho anh trai này nói thế đi. Thế là em sẽ công bố cái tuổi thật của em. Thì chị Nam Anh là người sai và chị là người đúng. Chưa, chị thích mèo. Ủa là 21 hả? Em 21 tuổi, em con mèo. Nhiều khi á, em biết không? Nó là cái duyên đó bé. Con chuột nè anh, anh em đi. Con chuột nè anh, anh em đi. Không, chị mới là con chuột nè, chị 96. Bắt chị đi em. Nhưng mà không ăn nổi đâu. Tại vì em biết xong, trong cái phong tục người Việt Nam mình nó có cái tam hạp. Là tam hạp đó là hợi, mẹo, mùi. Thì chị là mùi, còn em là mẹo đó bé. Thôi quần qua quảnh lại. Thôi ở đây có mình bé làm đàn ông. Thôi bé chịu khó gọi tụi chị bằng em đi. Chị bất cái sự già cỗi đi em nha. Thì hồi nãy á, anh có nghe nói là mình có đang có một trò chơi. Nhưng mà có hai đội thua, một đội thắng, một đội thua đúng không? Thì không biết là đội thắng là đội nào và đội thua là đội nào nhỉ? Anh đoán xem. Đoán xem à? Vậy để đoán có hai đội, đây là một đội, này, đây một đây đội. Đây một đội đúng không? Thì đoán nè, đội thắng chắc chắn là sẽ là đội... đội này đi, đúng không? Ủa tại sao chắc chắn vậy ta? Hay là mình bị phạt, rồi phạt cái gì vậy? Phạt hả? Thì để mình suy nghĩ coi. Thì mình sẽ giao hình phạt cho hai bạn thua là phải bưng nước cho 5 người đây. Mình phải đậu thêm cái nón này nữa nè. Đó, giống như xong mình ra mình tèn tèn Nam Anh ơi. Hai đập cái này lên. Dễ thương mà. Trời ơi, cơ hội ghê luôn. Cơ hội ghê chứ kìa. Rồi, giống cắm sừng rồi đó. Được chưa, chị đợi gì đẹp chưa? Không, đây, 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 không, không. Cái này bị vướng tóc rồi nè. Ủa là sao? Vướng tóc này, đây. Xích cái cũ. Hộp bộ đồ Nam Anh chưa kìa. Cái đồ đó, mình phải đeo như này nè. Rồi mình yên vị ngồi chờ nào quý vị. Cái cảm giác này nó sướng gì đâu luôn á. Trời, hai cô nè, tụi em khát nước quá rồi đây nè. Có lẽ. Dạ thưa chủ kêu thì tới phục vụ dân em đây. Em xin phục vụ chị trước nha chị. Cảm nha, chị nha, chị uống cho ngon nha. Cảm ơn chị. Em mời chị. Cảm ơn em. Sao mọi người có vẻ cay cú quá nhỉ? Thôi em tự mời em. Bây giờ bắt đầu mình thưởng một phần thưởng cho hai bạn thắng. Đó là bất kỳ một yêu cầu nào thì mình bắt buộc mình phải làm theo yêu cầu của hai bạn. Bây giờ đội thắng. Thôi chị nhường cho em, tại em nhỏ tuổi nhất á, em hưởng hết đi. Nhường luôn đó. Diễn viên Gia Linh. Nhìn mặt háo hức nãy giờ. Không, nãy giờ không muốn được nhường hả? Không thích hả? Nãy giờ ham muốn chết, sao giờ không vô đi? Tại vì em không biết là phải làm gì cho em. Thôi, anh làm người yêu em. Thì em rapper mạnh mẽ mà nên em chủ động lắm. Thì anh đọc mấy câu rap làm sao mà cho em siêu lòng đi. Hay, có thử thách ha. Anh cũng không có đọc rap được giỏi đâu. Nhưng mà tại vì em yêu cầu quá thì thôi anh cũng cố gắng. Đó vậy thôi. Trời luôn. Hôm nay anh đến đây, anh muốn thể hiện cho em biết về những cái tình cảm bên trong của anh. Và đó chính là những cái thứ mà anh muốn trao cho em ngay bây giờ. Ô, không có vần gì luôn á. Nhưng mà hai người đáng lẽ em phải cho người ta một cái beatbox gì đó. Rồi em đồng ý. Cảm ơn em, cảm ơn em. Cảm ơn em. Tính ra là chị dễ dàng ghê á. Chị cứ chị hiền á. Tỏ tình với em mà sao chị bị rung rinh. Mình phải cụng ly một cái trong một màn tỏ tình. Nói chung cũng không xuất sắc đâu. Nhưng mà cũng được bạn đồng ý. Ừ.
Thì chúng ta cũng đã thấy một số cái vật liệu đã được bài trí ở đây. Thì em xin phép em được phổ biến cái trò chơi. Cái trò chơi của mình đó là có cái tên là sự thật mất lòng. Thì chàng trai và bốn cô gái sẽ trả lời các cái câu hỏi khó đáp về chủ đề tình yêu. Mỗi người sẽ có 30 giây để trả lời câu hỏi. Những người còn lại sẽ bấm chuông khi hết giờ. Ai chưa trả lời được sẽ phải ăn một món đặc biệt. Đây là món ăn đặc biệt. Dạ. Ngon, thì em xin giới thiệu món ăn này rất là ngon, đó là mù tạt nha mọi người. Ai cũng biết ớt thì ai cũng biết mà không thể thiếu trong gia đình. Dạ. Ớt thì phải có chanh. Hãy kể ba hành động bạn thường làm với người yêu khi chỉ có hai người. Hành động. Mình ở bên cạnh người yêu á, mình thường làm hành động. Mình ngồi mình ngắm người yêu như này nè. Một. Rồi, kể. Xong mình sẽ không nói còn tả nữa hết giờ. Xong mình sẽ hết giờ. Không nói lẹ lẹ đi. Hôm nay bạn trai này giống nai tơ quá, ngơ ngác hiền hậu quá. Để ăn hết mía đây. Nuốt đi. Trời còn dai nữa. Nước kìa. Ủa, cái tôi đó hả? Không nói nên lời luôn. Về tiền bạc, mất cảm xúc và người thứ ba, điều gì... Cái gì tiền bạc? Tiền bạc và mất cảm xúc. Mất cảm xúc. Người thứ ba, điều gì phá vỡ tình yêu nhanh nhất? Mất cảm xúc. Em đồng tình. Đúng. Hay quá. Và đây là câu hỏi cho bé gái xinh xắn của chúng ta ngày hôm nay. Ba hành động cho thấy một chàng trai yêu thương một cô gái thiệt lòng. Đó là nấu cơm cho cô gái đó ăn. Yeah. Và chăm lo tất cả mọi thứ cho cô gái đó. Ba. Luôn nắm tay cô ấy. Đám đông người. Hết giờ. Chữ cái đầu tiên trong tên của người yêu mà bạn đang nghĩ đến trong đầu là ai? Bấm đầu. Chữ T. Chữ T hả? Tôi thấy cái ngân hàng câu hỏi này dễ lắm luôn á. Câu dễ câu khó. Đúng không? Mấy câu kể là hơi khó đó. Giờ tới câu của chị mới khó nè. Vị trí cơ thể bạn chú ý nhất đối với người khác phái trong lần gặp đầu tiên. Mà thiệt không? Thật. Cái đẹp em ơi. Cái mặt nó là bao quát quá. Câu trả lời nó quá cục lốc. Đúng. Phải trả lời làm sao cho người ta hiểu. Đó. Thế là câu hỏi đó là sai. Nam Anh hồi nãy em thèm ớt đúng không? Thì em nên bị phạt 2 miếng ớt đi bé. Thèm ăn cho chị vừa lòng. Chị vừa lòng phân nửa rồi đó, 1 miếng nó đi vừa lòng hết. Nổi da gà quá đi. Rồi, đó 2 miếng là chị vừa chọn bộ đồ lòng luôn anh em. Em nghe miếng ớt mà mình cảm thấy rất là cay. Mà bạn đây ăn mà không thấy cay. Cái ba mùi vị của nụ hôn mà bạn đã từng trải qua lắm. Ba mùi vị của nụ hôn. Ba mùi vị hả? Nhớ này nha. Cảm thấy ngọt ngọt, thơm thơm và hấp dẫn. Thôi, vừa đủ thời gian. Hấp dẫn đâu phải là nhưng mùi mà, hấp dẫn không phải là mùi vị. Mùi vị. Bị phạt. Thôi bị phạt. Chỉ là chanh đi. Xin mời mọi người. Nhìn mình chảy nước hoa nhị nhường em. Không, Nam Anh rất là thích. Đây đó. Đã không? Nó chua chua mà nó còn đắng nữa. Cái mồi thấy ghét quá. Quá là chua đắng không cay. Hôn nè, nắm tay nè. Điều gì bạn thích làm với người yêu nhất? Tự nhiên là hôn rồi. Nãy giờ câu hỏi đọc ra 30 giây rồi không trả lời. Thua đi chị ơi. Thua rồi á. Tôi sẽ chịu hình phạt. Với điều kiện là tôi được thực hiện cái câu hỏi này. Thực hiện cái câu hỏi này. Hashtag đầu tiên tên tên chính là hashtag gái già lắm chiêu. Ai già nhất? Dạ. Ai vai cổ không? Ủa mình có thể đổi lại thành là gái đẹp lắm chiêu được không chứ? Gái già nhưng mà lại đẹp. Ủa hình như chị nhộn hả? Nhộn được. Chị nhộn hả? Gái già là nhộn lần, nhưng gái già mà đẹp nữa. Cái nhộn thì đó. Chị list gửi bạn những món quà. Gửi lại cảm ơn chương trình. Ôi, đông quá. Sushi mọi người ơi, cá hồi. Trời ơi, món mà em cực kỳ yêu thích luôn. Giúp em thích cái kiểu làm giống vậy. Quá dễ thương. Trời ơi.
đó. Cái vị béo của cá hồi, cái độ tươi của nó, độ thơm của nó, cộng với một chút cay cay nồng nồng wasabi. Nó giống như tình yêu vậy đó mọi người. Ôi, cái tôm này tôm trứng quá trời trứng luôn nè. Hôm nay cái chủ đề nó sẽ về cái tuổi tác của người bạn gái là lớn hơn người bạn trai. Chắc là vậy. Và cái người bạn gái này lắm chiêu, không phải là chiêu trò gì mà là tức là có nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều cái sự trải nghiệm trong tình yêu hơn đối với bạn trai này. Về những cái gì mà mình biết và mình được cảm nhận được thì quen những cái bạn lớn tuổi hơn thì bạn ấy có những cái tính cách khác với cả bạn trẻ tuổi, là cũng hay nhõng nhẽo nhưng mà nhõng nhẽo một cách rất là ưu điểm gì rất là dễ thương hơn những là cái bạn trẻ tuổi. Ý là sao ta? Ý là trẻ tuổi thì nhõng nhẽo kiểu gì, còn lớn tuổi nhõng nhẽo sao? Em không trẻ tuổi. Em không biết không, chị làm thử cho coi. Thôi chị dừng lại. Trẻ tuổi thì thường người ta nhõng nhẽo mọi lúc mọi nơi được. Còn những cái người lớn tuổi thì người ta thường nhõng nhẽo ở những lúc riêng tư. Đó thì những cái người lớn tuổi thì người ta hay như vậy. Còn những người trẻ tuổi thì người ta có thể nhõng nhẽo mọi lúc mọi nơi. Nói vậy là Hoàng đã có kinh nghiệm tình trường với người lớn tuổi hơn rồi hả? Có, bởi vì mới đem lại đây cái hashtag lớn hơn nhiều hơn. À, lớn hơn cũng khoảng 5 tuổi thôi. Thật ra là không có nhiều. Nhưng mà bạn đó cũng khá là trưởng thành. Còn mình thì cũng có lúc khá là trẻ con. Không, nhưng mà em nghe nói ví dụ như phụ nữ với đàn ông bình thường bằng tuổi thôi thì phụ nữ đã trưởng thành hơn đàn ông rồi. Tình đầu của Sa là nhỏ hơn Sa 3 tuổi. Thì phải nói là đây là một trải nghiệm thực tế. Là khi mà mình là một cô gái mà mình yêu một cái chàng trai nhỏ tuổi hơn thì Sa cảm thấy nó là một cái gì đó nó rất khác biệt. Là lúc đó tại sao Sa quen không? Là mình đi chơi cái biết cái xe mà chạy tự động mà trên phố đi bộ mà hồi đó hay cho thuê đó. Là lúc đó là đi với bạn mặc cái váy hường là xinh xắn với xòe. Rồi ra ngoài đó mướn cái đó thuê đó chơi. Chơi ai về chơi sung quá. Bay té cái đùi. Và đi khám bác sĩ. Ừ. Khám bác sĩ thì bác sĩ phán nhẹ câu là em đã bị chật khớp háng. trên cái tờ nó ghi vậy luôn. Mà phải lúc chị chơi cái sale là lúc khác. Lúc chơi cái xe nó tầm bay tầm bà nó khui chi sâu chi xa vậy? Ở nhà mình mới ở nhà tức là bị chậm vậy đó thì bắt buộc phải ở nhà khoảng 2 tuần không có đi đâu được tại nó đau lắm. Và lúc đó thì lướt Zalo chơi thì có tìm quanh đây thì mới dính được cái bạn trẻ tuổi đó, ngay cái mối tình đầu của mình luôn. Bạn đó mới chủ động làm quen xong rồi chở đi chơi, mặc dù lúc đó rất đau mà cũng ráng đi chơi. Và bạn đó cũng chăm rất là chăm, là mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho Sa nè, nấu những cái món tẩm bổ cho Sa. Và sau khi lành ở đó thì bắt đầu là những cái cuộc yêu nó rất là nồng nàn, cháy bỏng và rất là sôi động. Qua cái hashtag thứ hai đây. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Đã có lần em mất niềm tin vào người yêu của em á. Mặc dù em rất cố gắng tin nha, và em xóa bỏ hết những cái chuyện cũ. Nhưng mà giống như trong tiềm thức của mình á, thì chỉ cần mà một cái hành động gì nhỏ hay một cái tín hiệu gì nhỏ, tự nhiên cái sự trỗi dậy của mình á, cái mình lại không muốn tin họ nữa, và mình nghi ngờ họ rất là nhiều. Mặc dù á là đã rất muốn gạt bỏ rồi, nhưng mà trong tiềm thức mình không đấu tranh lại với nó. Cho nên là em nghĩ cái hashtag này có thể là đang nhắc lại một cái sự cố gì đó trong cái cuộc tình của anh. Thì mình cũng muốn giải đáp cái câu đó. Tại vì á, một lần bất tín là vạn lần bất tin. Thì cho dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn, thì chuyện nhỏ thì mình là đàn ông mà, mình có thể bỏ qua hết tất cả mọi chuyện nhỏ. Nhưng mà nhiều khi chuyện lớn mà nó nhiều quá hay như nào quá thì mình cũng phải suy nghĩ. Tại vì khi mà mình yêu mà không biết đúng sai, mình chỉ biết yêu thôi, không biết người ta là đúng hay sai. Và khi mình yêu thì mình bênh cho người ta, cho dù người ta làm sai mình cũng bênh cho người ta, và mình đặt hết niềm tin vào người ta. Nhưng mà một khi á, mà mình đã bị dối nhiều quá hay là như nào đó thì mình cũng có rất là nhiều suy nghĩ trong đầu. Không, cho này cho em có ý kiến được không? Người ta thường nói câu là không nên nói dối, nhưng mà có những sự thật mình nên nói dối nếu mà cái sự nói dối nó làm cho đối phương người ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà nếu có thể là do vì bạn yêu một người trưởng thành và bạn đang cái độ tuổi phải trưởng thành, nên thành ra lúc bạn yêu bạn yêu nồng nhiệt và yêu hết trái tim của mình, còn cái người kia người ta đã trải qua quá nhiều va vấp rồi, người ta cần giữ cái gì đó người ta, cho riêng người ta sẽ có một cảm giác là giữ cái gì đó cho riêng mình, và trong tình yêu người ta vẫn muốn có khoảng không gian riêng.
Vì vậy là hai người bị chệch nhau về cái đó thôi. Chứ thật ra khi bạn trưởng thành hơn, bạn sẽ thấy bạn vẫn sẽ muốn có một không gian riêng của bạn nữa. Hay quá nè bạn rồi. Bữa nay là mình sâu sắc nha. Sâu sắc quá luôn. Chưa bất ngờ đó. Thật ra là anh cũng không có tổn thương gì nhiều, nhưng mà mình cảm thấy buồn và cũng hơi chút gì đó thất vọng về cái cuộc tình đó thôi. Thật ra mình cũng phải vượt qua, mình bắt đầu cuộc sống mới đó, mình bắt đầu công việc của mình với cả một cái tình yêu mới của mình. Nhưng mà mình lại khó khăn hơn so với cái tình yêu tiếp theo. Bắt đầu tình yêu tiếp theo khó khăn hơn. Cái nỗi sợ hãi đó mà mình cảm thấy mình bị thu mình lại trước tình yêu, đúng không? Đúng rồi. Không, nhưng mà Nam Anh nghĩ đó, nếu như mà cái tình yêu nó đủ lớn đó, thì mình sẵn sàng mình bứt phá mọi giới hạn. Giọt nước tràn ly. Mình bị giống như cái câu trước vậy đó. Một lần bất tính, bạn lần bất tin á. Một lần có thể bỏ qua, lần 2, lần 3, lần 4 là không bỏ qua được nữa, là chấm dứt thôi. Giống như cái tính của em á, thì lần thứ nhất thì em sẽ dằn vặt người đó một cách nhẹ nhàng thôi. Lần thứ 2, thứ 3 thì em sẽ càng ngày càng nổi nóng nhiều hơn trong những cái lần cãi vã đó. Và cái lần cuối cùng là em chọn sự im lặng. Im lặng để mình rời đi luôn. Tại vì có quá nhiều lần mà mình bị lừa dối như vậy, mình không thể nào tha thứ được nữa. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho 4 bạn gái ở đây về cái lúc mà mình muốn dừng lại, là nó bị tràn ly rồi đó. Là do mình cảm thấy mình chỉ là người thứ ba, mình cảm nhận được và mình cũng có tìm hiểu được là mình là chỉ là một người thứ ba thôi. Thì mình đã bị lừa dối sau cuộc tình đó cũng thời gian khá là lâu. Thì mình cũng là yêu, mình tin mà người có ta nói nghĩa thì... là người đó đã quen một người chính thức khác rồi. Chính thức khác nhưng mà người đó lại giấu mình. Nhưng mà kiểu lúc quen thì rất là thầm kín, không đi ra ngoài, cũng không cho ai biết cả. Hay là mối quan hệ bạn bè cũng giấu. Hay là mình lên là mình cảm thấy trong mối quan hệ này cũng hơi có gì đó mập mờ. Thì sau đó thì mình có nhiều tình tiết và có nhiều suy nghĩ trong đầu và có nhiều tìm hiểu. Thì mình biết là bạn đó là còn quen một người khác. Thì sau khi chia tay đó thì bạn đó đã quay lại với người đó, mình đã công khai với người đó. Ngày trước em quen bạn của em là cũng bằng tuổi em, thì em cũng đã cố gắng tỏ ra là mình trưởng thành, mình đã bỏ qua những cái lần mà ví dụ giống như là bạn đi chơi riêng nè, hay nhắn tin với người khác nè. Trong nội dung đó nó không phải là chỉ là bạn, chị hiểu không, nói về những cái chuyện mùi mẫn cho nên em không chấp nhận, nhưng mà em đã bỏ qua rồi. Cho đến một ngày là bạn đó, em biết là bạn thích cái người đó rồi, thì em nói thôi bây giờ anh xác định đi, dừng lại với người đó đi, thì anh cũng đã ok. Nhưng mà sau 2-3 lần em vẫn thấy anh cố gắng tiếp cận người kia, cho nên giọt nước tràn ly, em dừng lại. Và em không bao giờ nghĩ em có thể cư xử được như vậy luôn, mà nhờ cái những cái sự phát hiện ở cái giọt nước tràn ly đó mà em có thể cư xử một cách gọi là quá rạch ròi, và sau này không có gì hối hận hết. Văn minh, thoải mái. Dạ. Cái người nào mà đoán xa cái mức giá này nhất thì sẽ là người trả tiền cho bữa ăn hôm nay. Trả tiền cho bữa ăn này. Ừ. Đoán thì cái bữa ăn này tầm 1.050.000. Trình bày hấp dẫn. Em like it. Like it về giá của em là 1.000.000 đồng nha mọi người. Rồi tới đến lượt anh á, là trang trí đồ ăn rất là trang trí, rất là bắt mắt, nhìn đẹp. Banh ra cho người ta thấy. Nhìn đồ ăn thì hấp dẫn này. Tiền rất mắc rồi đó. 2.000.000. 2.000.000. Tổng cộng là 2.000.000. Sau đó là 1.200.000. Đậm đà, mềm, tươi. Con đây em đoán là 900. Theo kinh nghiệm của em thì em đoán thấp thấp để cho dễ trúng. Thôi chứ nhìn sơ sơ là thấy cái chàng trai này trả tiền rất là sang trọng nha. Check bill. Không lẽ mình sai? Ủa sao vậy? Ủa gì vậy? Phần bistec thì có giá mỗi phần là 407.000, tổng cộng sẽ là 2.035.000.